Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sang món tép sầu mặn mọi người, tép ram mọi người, tép ram, tép sầu mặn, tép cháy mặn không mọi người, mấy tép cầu khô mọi người, với cà xào dầu mọi người, cà xào dầu hành mọi người, nước chấm nước mắm màng mọi người, mắm chanh tỏi ớt mọi người, với nước tương mọi người, tương chanh ớt mọi người, ăn kèm có dưa leo, dưa chuột mọi người, tráng miệng có chuối mọi người, chuối chín mọi người, chú lơ xìm chú sứ chín mà chú xìm chú sứ nó uống có trà đá mọi người, trà tắm mọi người. Đây mọi người, tép sầu mặn mọi người, tép ram, tép cháy mặn, tép khô khô mọi người, cà xào dầu mọi người, cà xào dầu hành mọi người, dưa leo mọi người, dưa leo dưa chuột mọi người. Cơm mọi người, nãy chuối mà chuối lá xiêm chuối sứ chín mà chuối xiêm chuối sứ mà ly trà đá mọi người, trà trà tắm mọi người, nước mắm mặn mọi người, mắm chanh tỏi ớt mọi người, nước tương rồi, tương chanh ớt rồi, chén không rồi, không bình xương, muỗng rồi, đổ rồi, đổ hết sô le mọi người, bọc gió cho nó mát rồi, thơm thoáng rồi. Mà mọi người cơm mọi người cơm thôi, cơm mọi người, tắt vào mọi người, mặn thứ kho hai cứng leo tưởng dầu nó hơi bị bọt thiếu rồi. Có ngày muỗi nhiều mà giờ ngày mà không đốt nó muỗi thì nó nổi, mà nhiều khi cái kháng mà phải đốt nó muỗi mà giống như mẹ con Minh mà nó muỗi kêu như sao hỏi mà cà mềm mọi người vừa ăn. Chấm mắm ăn đúng ngon rồi, đúng rồi, vẫn quen ăn quen mùi nước mắm hơn rồi, chấm tương này kia cũng được rồi, nhưng mà cảm giác giống như quen mùi rồi, giống như kiểu mà cà tím nướng rồi, cà tím nướng dầu hành đó, mỡ hành đó, cái chan mắm đó đúng rồi, cái chan cơm dầu hành nó ăn cũng ngon mà cũng đã, mấy cà tím mà nướng thơm ấy trộn với cơm rồi ăn cũng ngon rồi, ăn cũng thơm. Nướng thì lâu mà mấy chuột nó quậy, mà cái này quậy quá quậy cho nên xào vậy ăn cũng ngon rồi, nhưng mà tôi thích xào mềm hơn rồi, kiểu xào mà kiểu còn sống sống á, ăn dễ bị đớ lửng rồi, nhưng rồi cái vị nó mùi tôi không mấy lắm, ăn cũng được mà
tự hào sao mềm cứng này mà cái nước nó như vậy nó kể thấm vô mà cho thấm vô cả ăn đúng ngon rồi. Cái tay nó cam luôn đâu cái vỏ loại ấy mà ăn cái lửng nó kiểu giống như tê tê người ta kêu đá lửng mà. Lửng nó cảm giác không mấy lắm. Mấy đó lắm người ta nó còn ngủ hoặc là nó có chất độc một kiểu ấy nhẹ mà loại nhẹ nấu hơi cho cẩy mà cũng được. Cho nên xào mềm mà cháu ăn nhất mùa. Chép da mà, nhưng mà ấy hơi cứng tay, hơi mặn xíu. Ăn mặn đã hao mòn rồi. Đó nhà có ăn ngon lắm rồi kho cho nó mặn mua mấy cá lộn xộn á cho người ta kéo cài kéo ấy này kia mà mấy cá mà đủ cả hết rồi. Đấy mấy loại đó mua về mà đó, nó không mấy loại cá ấy em kho nước mắm rồi mà đâu phải ăn mắm loại nào loại ngon rồi loại hai loại ba vậy rồi là ăn mắm nó có pha muối rồi không rồi thì xong rồi thêm nêm thêm muối hột luôn rồi bởi vì muối hột nhiều khi nó như vậy nó bị chát luôn rồi. Nước mắm loại hai loại ba ăn cái gì nó ấy lắm rồi ngon thơm nó không lầm đà đâu. Nuôi về mà vẫn lớn cũng phải thay rồi để bỏ bùng lăng bùng lóc không mấy cái cà mà mềm mà đúng ngon mình đúng thơm ngon. Đó cho đi học thời sinh viên mà đâu bắt đầu 50 Nguyễn Linh đó đó có mấy đứa nít nó ăn xinh mà đứa lớn bằng đứa nhỏ trời nắng chang chang như nắng vậy đi qua là lúc nào cũng gặp nó lúc mà xe dừng đèn đỏ mà đấy.
dưới lưng, và tôi nói gặp nó không có xinh, xin mấy người qua đường không mà. Kiểu giống như gặp mấy người sinh viên mà, biết không có tiền luôn mà. Nói kiểu ngày nào cũng qua lại dứt quen mặt luôn, chai mặt luôn. Trắng ngon mà, dai dai, mềm mềm. Có hành này kia thơm thơm, rồi ớt nó cay cay. Trắng này ăn luôn vỏ được rồi. Cay luôn à. Bên đầu bạc có hai phái khắc sĩ với người, khắc sĩ đó không có tại đó mọi người, giống như trong phim chim hẹp luôn rồi, phim trưởng có cái bàn như vậy. Chuối này vừa ăn mà ăn giờ là chuối khác là mũ rồi, đủ hết chín tay cộng cái mọi người. Chà uống vừa luôn, vì chát uống vừa hồi sáng nhiều khi ấy không quá tay, hơi chát xíu cũng pha thêm nước vô như này uống vừa ngon. Cái tép sầu mặn luôn rồi, tép sầu mặn ăn ngon rồi, cái tép dai ngon rồi, mềm rồi, có hành ớt này kia ngon rồi, kiểu hành thơm thơm ớt nó cay cay mà, mua tiêu tiêu ớt rán rồi tại nhưng có điều đẩy hơi cứng tay mà hơi quá tay xíu mà kiểu nó hơi mặn mặn xíu mà nêm kêu kêu bằng hơi cứng cứng mà kiểu hơi mặn xíu thôi rồi ăn vẫn ngon rồi nhưng mà kiểu được hơi ấy thôi. Ta cà xào dầu, cà xào dầu hành ăn ngon, cà có mấy cái nó xào ra mấy cái nó sệt sệt như vậy luôn rồi, tôi thích mấy cái vậy luôn rồi, kiểu nó thấm dày dày đúng rồi, ăn đúng ngon rồi, cà ngon, chấm mắm ăn ngon rồi, còn chấm mắm tương thì tùy khẩu vị luôn rồi, tại ăn giống như nó quen cái mùi luôn rồi, ăn cho nên chấm cảm giác ăn với nước mắm ăn nó ngon hơn, thơm hơn rồi, rồi dưa leo thì ăn nó giòn giòn rồi, có trái cảm giác nó hơi bọt xíu rồi, loại này rồi. Giòn ăn ngon rồi. Rồi chuối này chín đúng rồi, chuối chín vừa ăn rồi, ngon rồi. Trà đá rồi, trà đá trà tắm rồi, trà tắm ngon thơm, cơm ngon rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng, giờ có một đêm thật là vui vẻ, giờ sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người.